20 năm rồi á, Phát là cái người được đại diện cho tốc độ đó. Ừ, nhanh, được cái nhanh thôi. Nhưng mà năm nay thì anh Vinh nói là Phát có đối thủ rồi. Jack rất nhanh, chạy rất nhanh. Câu chạy mà tất cả mọi người dí theo, mệt luôn. À, Quang Huy thấy là có một cái bạn để lại comment này cũng rất là quan tâm đây, bạn Ngọc Tình 089. Anh Phát ơi, bao giờ mới có Running Man ạ? À? Ồ, đây là cái câu hỏi mà rất nhiều bạn quan tâm nha. Mấy bạn rất là mê chương trình này và trong đó thì có Linh Phát. Không, mình trả lời luôn cho bạn đi ha. Ok. Ok. À, theo như cái thông báo ban đầu cũng như là thời gian dự kiến á, từ nhà sản xuất á, thì tháng 7 sẽ là bắt đầu lên sóng Running Man. Như mọi người biết thì hiện tại bây giờ do tình hình dịch cho nên là cái timeline này có thể là nó sẽ bị ảnh hưởng, thì Phát vẫn chưa có được cái thông tin sau đó, cho nên thông tin vẫn đang giữ là tháng 7. Nhưng mà thú thật là bây giờ hiện tại đó là tự Phát cũng đang phải ngưng lại, đang phải ngưng lại vì dịch không thể quay tiếp đó. Hy vọng là thứ nó sẽ kiểm soát được nhanh chóng để mà team Running Man sẽ tiếp tục chạy nước rút để làm sao vẫn đảm bảo được cái timeline trong tháng 7 cho mọi người. Hy vọng thôi, hy vọng là như vậy. Như vậy có nghĩa là mọi thứ nó cũng đang bị dang dở bởi dịch bệnh COVID-19. À, cho nên là nó vẫn chưa theo đúng được cái timeline, vậy cho nên là mình cũng hy vọng là mọi thứ nó sẽ trơn tru nhất có thể và thuận lợi nhất có thể để Running Man có thể lên sóng và để đáp lại cái sự mong chờ của các bạn fan. Ok. Rồi, bây giờ thì mấy bạn đang rất là quan tâm về Running Man và Huy muốn là phần đầu tiên này sẽ hỏi Phát về Running Man trước cái đã. Và điều đầu tiên hết đó là với dàn thành viên của Running Man năm nay thì bạn thấy như thế nào? Ok. Năm nay thì với những ai mà theo dõi Running Man mùa trước đó, thì năm nay mọi người chắc cũng biết là có sự thay đổi về thứ nhất đó là về nhà sản xuất, thứ hai nữa là dàn cast cũng thay đổi. Đặc biệt đó là năm rồi với số lượng thành viên trong dàn cast là chỉ có 7 người thôi, năm nay đến 9 người. Những người cũ Ừ, đúng thì những người mùa 1 thì đã chơi chung với nhau rồi thì cũng biết được rồi. cái gọi là xin phép được bỏ trong một kép, đó là biết được cái độ nham hiểm của từng người rồi. Đúng không? Nhưng mà đặc biệt á, sự trở lại năm nay Phát thấy là mọi người có cái sự thay đổi khá nhiều. Bây giờ Phát nói về cái người cũ trước nha. Ví dụ như là anh Jun với anh Huy đi, hai cái người đó dù được được mệnh danh là cặp thỏ đen và thỏ trắng đúng không, Đúng nhưng rồi. mà hay Phát thấy có vẻ như họ đã lột xác và thành thỏ rừng. Rồi. Wow, mong chờ quá vậy, nghe thấy đã quá Chính vậy. Chuông cũng chính Huy cũng thừa nhận chuyện đó mà tổng trời, nguyên một cái mùa vừa rồi là anh Huy với Chuông là tập thể lực nhiều lắm, phải nói là lột xác luôn á, cho nên mùa này đã có thấy là cái thể lực của họ rất là khỏe. Anh Vinh thì khỏi nói rồi, ảnh lúc trước là chùm cuối của team rồi, bây giờ thì là càng đô hơn nữa, thể lực còn khỏe hơn nữa. Có thể thấy ai cũng đã sẵn sàng rồi. Ngọc thì Phát cũng thấy là cũng có rèn luyện thể lực cũng cũng rất là nhiều đó nha. Mùa rồi á, vận dụng trí tuệ rất nhiều, mưu mẹo rất nhiều, không muốn dùng cái từ đó là xảo trá trong cái kép. Ok. Đó, năm nay thì với cái thế mạnh đang có sẵn đó là cái sự chiến thuật, dùng từ chiến thuật ha, mưu mẹo cộng với lại cái sự dẻo dai trong sức khỏe nữa thì có thể Ngọc cũng sẽ là một cái ẩn số đáng gờm, có thể là như vậy thôi. Ủa, nhưng mà khoan, hỏi chút xíu, ví dụ như trong các cái thành viên mà tham gia năm nay cùng với bạn á, thì bạn thấy là ai sẽ là người mà đối thủ đáng gờm nhất đối với Liên Minh Phát và các thành viên còn lại? Là một người cũ hay là một người mới? Đó thì nãy giờ người cũ thì thấy là ai cũng tăng lên về thể lực đúng không, thì ok Phát cũng vậy, cũng cũng cố gắng tăng hơn về 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 thể lực, cho nên là đối với người cũ thì chắc chắn là mình cũng sẽ không có gọi là chủ quan. Nhưng mà với những người mới á, Phát cũng khá là lo, tại vì mình chưa có biết họ, năm nay họ mới là những ẩn số thôi. Đúng. Ví dụ như anh Trường Giang thì mình đã quen với ảnh trong những cái chương trình mà làm MC hay là trong những cái chương trình show truyền hình khác,
Thường cái show anh chỉ ít vận động đúng không, còn cái show này là cái show vận động nhiều, mà theo như anh Giang anh có chia sẻ, ảnh là cái người sẽ sử dụng cái sự cái chơi bằng trí tuệ nhiều hơn, chiến thuật nhiều hơn, thì đang lo Ok. lo biết lo gì không, lo là lo cái người này sẽ chơi dơ. Ok, đây đang bóc phốt tới anh Giang xong rồi ha. À có nghĩa là lo ở đó là có nghĩa là những cái người mà họ nói là họ sẽ chơi chiến thuật á, là lo lắm. Thế nào cũng chơi dơ. Thành viên mới nữa đó là ai ta, Thúy Ngân. Thúy Ngân thì Phát cũng có được làm việc chung trong một lần hai lần, không nhiều lắm, nhưng mà cũng có thể thấy cái cô này cổ cũng rất là lầy nha. Cái kiểu cổ là nếu mà khi mà đã bước vào một cái game rồi đó thì cổ cũng sẽ không có giữ hình tượng đâu nha, cổ chơi xả láng đó, cho nên chính vì thế mà cái cô này mà cổ lại là một cái người rất là có thể lực nữa nếu mà so với nữ, cho nên cũng 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 là một cái thành viên mà phải nói là phải cẩn thận khi mà gặp cái cô gái này đó. Ngọc năm nay cũng phải thấy có vẻ như là vất vả đó. Ok rồi, có một bạn đó là hết người chơi dơ rồi thì cũng chưa biết đâu nha, bạn gì, bạn Như Huỳnh đúng không? Ok bác thấy comment hết người chơi dơ, cái này mình chưa biết, tại vì á năm nay á nhìn vào cái dàn đó thì bác thấy ai cũng có khả năng chơi dơ đấy, nó thiệt ghê lắm, và điển hình đó là Phát cũng đã quay được vài tập đầu tiên rồi, có trải nghiệm rồi, cho nên là năm nay sẽ là, Phát nghĩ sẽ là một cái sự bất ngờ cho các bạn đó. À bây giờ Phát đang nói tới ai ta, nói tới còn lại hai bạn, còn lại anh Khao Biết. Khao Biết thì mình biết tới ảnh như là một cái anh chàng rapper rất là khuôn ngầu đúng không, rất là cá tính, thì chưa có tương tác nhiều, chỉ mới làm việc trong chương trình này thôi, và cũng chưa có, anh em cũng chưa có dịp gọi là tiếp xúc nhiều á, thì ta thấy là có thể anh chàng này sẽ là một cái người chơi hết mình đó, và sẽ không nhượng bộ đâu nha, cho nên cũng sẽ cẩn thận khi mà cái người này. Còn Jack thì có thể nói Jack là một cái cậu em út trong năm nay đó. Cái cậu này chạy rất nhanh, mới quay chung mấy tập mà thấy được cậu chạy, cậu chạy mà tất cả mọi người dí theo mệt luôn, mà cậu chưa mệt, trời ơi quá dữ Dạ, đó. Năm nay có nhiều em quay trở lại có rồi. quá, Ok. nãy giờ đi đâu vậy Huy? À biết sao không? Tại vì tín hiệu mạng bị rớt, cho nên là mình có để lại cái comment ở phía dưới đó là dạ bị rớt mạng rồi, đợi sếp chút xíu ạ. Ok, nãy nghe bạn nói tới thiết hơn rồi đúng không? Đó thì nãy trong lúc mà Huy đi á thì Phát cũng tranh thủ để mà kể xấu bóc phốt mấy thành viên còn lại cho khán giả, các bạn đang theo dõi livestream nè, Rồi nghe tới rồi ai rồi, tới Thúy Ngân rồi đúng không? Rồi tới ai nữa? Thiên Ngân, anh Giang, Khao Biết thì nãy Phát có nói là Khao Biết có thể là một người sẽ chơi hết mình và sẽ không nhượng À. bộ. Ồ. Nhưng mà Còn có lại một người hồi nãy có một bạn để lại cái comment đó là Jack thì như thế nào? Bạn Meo Meo để lại cái comment đó. Jack Jack. đó, như lúc nãy Phát cũng có nói là cái cậu Út này bạn ấy chạy rất nhanh. Anh Vinh đó, nay là Phát có, tại vì năm rồi đó, Phát là cái người được đại diện cho tốc độ đó. Nhanh được cái nhanh thôi, nhưng mà năm nay thì anh Vinh nói là Phát có đối thủ rồi, Jack rất nhanh, chạy rất nhanh, chạy mà mấy anh quay phim mà được theo đuối luôn á. Ok để có gì lên sóng Jack chạy sao nha. Vậy hả? Vậy là càng làm cho mọi người thêm tò mò để chờ đợi khi mà Running Man được lên sóng. Hen các bạn khán giả hen.